Tối gì chẳng ăn đấy. YouTube với anh chả biết like. Đăng ký kênh á. Không đăng ký thì anh biết rồi nhưng mà vấn đề về bài cách like. Anh bấm vào livestream xong rồi có cái like ấy. Ý em là anh follow kênh của em ấy, hiểu không? Tụi em anh follow lâu rồi mà. Nhớ bấm vào cái chuông ấy, mẹ bấm vào cái chuông lần nữa thì nó mới ấy chứ. Thì là sao anh mới được thông báo anh hiểu không? Rồi. Trả lan đi. Từ từ Sao đăng tỉnh? Facebook đã. Hôm nào chị hôm nào để anh mua mua webcam về để chị anh live YouTube nhá. Anh nhá. Ờ. Anh like chó xem à? Anh thích anh live thôi. Rồi. Đi đâu đây? Mẹ dừng đang auto win nè. Vô. Thỏ đây quen thế nhở? Chào Hoàng Mu nha. Dừng El Nino vãi cả chat. Cái chat có tâm gì đi. Hello người đẹp các kiểu đi chứ. Đúng vậy, chính xác luôn. Thị Thỏ ông ơi, Thị Thỏ nhá, nhưng mà mình đổi tên rồi. Cái gì đây? Hả? Thì thỏ được trận xanh thì có AFK player thì đấy luôn. Hello Lâu cổ rồi. tạ như vậy. Hello hơn năm rồi.
nhìn nhìn thời gian thời 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 kia nhìn thì mẹ xinh thế, giờ mẹ xấu bá luôn. Thời nào? Cái thời năm hai nghìn bảy. Anh phát biểu thế mà không nói được là thời đấy xinh thế rồi giờ không thế nào? Anh không có câu khác à? Quen anh thì bắt đầu tính khóc chó chơi game nhở? Bao nhiêu cái xấu được phô ra hết. Chia sẻ kênh cho em đi Hương. Chia sẻ sao? Chia sẻ lên Facebook. Thôi Facebook anh có bao giờ đăng cái gì đâu. Chia sẻ chị đăng ấy. Nói chung là anh bỏ cái kèo Facebook anh đến từ giờ đến hết năm không được đăng cái gì, mà cũng không được thay ảnh đại diện, mà cũng không được, nói chung là không được làm gì hết, kể chia sẻ cái gì. Dùng mẹ Facebook mới đi. Đang có cái kèo thế. Từ anh em xem năm nay anh có đăng cái gì đâu. Chả bởi vì chắc là đéo ai like cho nên nó không đăng cái gì. Không phải, mà đang có cái kèo nó phải hết năm rồi này. Vậy là có thể là mẹ cái Facebook chỉ vào thì mẹ tai to vãi. Chào nhá Phạm nhá, ủi tai này mà to á. Tai giống bố. Tai này là tai Phật. Tai giống ông ấy. Con gái tai to là xấu. Xấu cái gì? Anh nhìn thấy em xấu không? Em không xấu đúng không? Xấu vãi lờ. Có vãi là sinh được như mình lại tốt. 3 phút rồi kìa. Hơn 3 phút rồi. Rồi, chị nét 3. Tai này là vừa mà. Nếu mà như thế này thì lại thành nhỏ quá không ạ? Mình thấy tai mình rất hợp với mặt. Tai đẹp. Đô ba xin dừng. Kiểu đéo đợi lâu lâu kiểu đéo gì cũng lặng lanh nhưng không ra support là sướng rồi lại còn kêu ca. Ta support anh ơi, mình đã cầm ta thua kìa. Thôi kể cho nó chơi đi. You too will be judged. Em đang thắng không đấy. Chắc gì thì mẹ nó đã được chơi. Kìa chơi mẹ, bên kia không cấm luôn. Kiểu tư tưởng là thế nào chúng nó cũng đang ra xua ấy. Ow. Đấy, tao biết ngay là chắc gì nó đã được chơi. À, bên kia pick á. Ờ. Nhưng mà bên kia pick thì thường chúng nó đánh hay á. Ờ, ra xuôi nhà người ta lúc nào. Ờ, ra, nói chung là nhà người ta thì thích hay. Nhà mình như kiểu Akali ra xuôi thôi. Thì mẹ lúc tối có trận gặp Akali đi mid. Và thì còn mẹ lúc tối anh đánh với em xong á. Xong rồi mẹ đi ăn về, mẹ ức chế quá vào đánh tiếp. Đánh ngu vãi mẹ, sầu bơm mắc xịt. Thì mẹ ức chế quá và đánh tiếp, thế là win được trận rồi. Thì mẹ trận đéo nào không xanh thì mẹ mười mấy không thì mẹ đéo phải gánh đâu. Nó sáng mẹ vào thì nó fit lòi mười mấy không. Ờ em xem lịch sử của lúc tối anh đánh 3 trận, trận nào xanh trên trời ấy. Anh nhìn lịch sử em xem tháng rồi em đánh mấy trận đi xanh đéo. Nhưng mà ác kia đánh 2 trận, ác này đánh thua cả 2, ác này đánh 3 trận thắng cả 3. Em đánh ác này à? Sáng nay em ác kia tụt xuống nhá, xong rồi thua thêm một trận nữa, thế là em mẹ nghỉ luôn. Em sang ác này em chơi thắng 3 trận liên tiếp, trận nào xanh. Ác này bao nhiêu điểm rồi? Ác này gần chuỗi lên cơ 3 rồi. Ờ ok, anh chạy so, anh chạy so xuống bạch kim 1 đấy. Combo. Thua là em phải nát, nói trước.
开始你在说起然后还没有的thật mà bên mình nấu hàng ấy. Xin đừng hai đừng ok chơi con gì bây giờ chơi con gì cơ động tí nó có ra can dây ra kìa em chả biết chơi con gì cơ động hả I'm in the case. Vãi lần xấu thì chả xấu này. Thế em mang trừng phạt luôn à? Ôi, chết. Kì bông nhỏ. Ôi chết mẹ rồi, thằng Trung Quốc đó em hồi máu kìa. Anh không nhắc hai em đứa, sớm thì nói, nói chung là hai đứa ngu đi với nhau thì chả thế. Anh không nhắc, chắc nó thấy em để trừng phạt đi. Nó để hồi mẹ hồi máu từ lâu rồi. Từ lúc quýt rồi. Em đi ra đây chẳng có lần quen cầm lá chắn. Lúc nãy đánh ở nick kia cả AD hồi máu support cầm lá chắn, Nami cầm lá chắn, mẹ khó chịu ạ. Cứ gần chết là nó mẹ lá chắn. Nhưng mà like YouTube không được bật nhạc. Bản quyền à? Ừ, sợ bản quyền. Hôm sau rồi mua cam về live PUBG bắn cho vui thịt này. Cho mấy thằng xàm vào. Xin cho em một cái app PUBG đi. Đó. Xin cho em một app PUBG đi. Thịt mẹ, xin cho bé được thịt mẹ PUBG chỉ có mua ấy, xin cho bé được. Mua đắt của mẹ. Xin mẹ PUBG làm bé ấy có ấy mẹ xin. Bao nhiêu tiền? Thì trên device shop thì em lên device shop mà xem. Nhưng mà lâu lâu lắm mà không vào device shop đâu. Trước vào mua anh mua ác anh là hết mấy nhỉ? Như 15 đô thì vậy. Chả nhớ lâu rồi, anh mua lâu rồi. Giờ đấy anh mua anh nạp vào 3 hay 40 đô gì đấy để mua skin súng luôn ấy. Mua ác nhìn 3-40 đô cơ á? Không, tầm ác thì tầm khoảng 15 đô 10-15 đô. Không lâu lắm, không để ý nữa. Tầm đấy thôi. Mà em mua ác em phải có thẻ ngân hàng. Thẻ gì? Thẻ ngân hàng ấy. Thẻ gì chả được. Thẻ ngân hàng thì ai chả có. Ờ thì ngân hàng giờ nó liên thông hết rồi mà. Vấn đề là có tiền ở bên trong thẻ. I love a good chip. Xin cho cái đi. Mẹ em bắt đi cày. Nó không được nữa thì em chuyển khoản lên. Ù thì bắn vào bắp đi đéo đâu thì vậy mù bắn hơi bị siêu đấy. Hot on the train. Okay.
再来再来。Thank you.
Shut up.
来。别等他说了。安尼啊，安尼。Thank you.
xong á. Come here.
lên. Thật ra cái thằng Mỹ đi sủa sủa kéo đánh thì của mẹ đi kéo hiểu biết là sao sợ thua tốt thành nốt thì đẩy lên hai sợ. Phải có ông nào comment ABC Z của anh đây? Ai biết? Đức Lê này. Đây Đức. Còn 13 đi ạ. Đếm xem thắng bao nhiêu trận nó. Đôi, 4, 6, 7 trận vẫn chưa vào chuỗi. 7 trận win không vẫn chưa vào chuỗi. Từ 0 điểm nha. Địt mẹ ly xin này, đéo phải em đánh này. Địt mẹ. Thằng thắng hôm nọ mà đánh đây. Đánh với em mà, sao em đánh khác kia. Hèn gì địt mẹ lên đéo gì mẹ. Đéo ly xin cho chuyển em đánh thì mẹ. Tay như này được. Con nợ thắng là ác này em chơi ác kia mà. Nhưng mà thắng 7 trận không mà đéo vào chuối, sợ thế. Vứt ác ơi. Sao vứt đến nơi rồi. Nó mà không reset cái 700 trận kia đi thì đúng là đéo bao giờ mà chơi nữa. 700 bao nhiêu trận đấy? Chả biết. 738 trận. Ngày xưa cách đây 23 năm còn hơn 1000 trận. Nhưng mà hồi đấy cũng không biết gì. Mùa, em không biết mùa đầu tiên anh lên trung cơ là mấy trận không? Nhìn thì là thắng 1500 trận đi. Ừ đúng rồi, thắng 1500-1600 trận. Vãi. Có cái mùa cách đây 23 năm hay gì ấy. Nhưng mà đợt đấy em cũng không để ý. Em nghĩ cái đấy em bình thường. Nhưng bây giờ lại thấy buồn cười lắm. 700 bây trận giờ thấy đúng. Bây giờ thấy vách vẽ lồn đúng không? Ngày xưa 1500 trận vẫn thấy bình thường. Không không ngờ mình có thể chơi nhiều đến thế. Bây giờ mình thấy vậy. Mà đấy là chỉ tính trận thắng thôi nhá, đúng không? Mẹ, có ông nào biết thì mẹ mình hay đánh Lucian đi ta. Đây Đức, ở bên ấy để nó thôi. À. Pathetic. Ngu quá đi AD sao được. Địt mẹ đi AD đéo gánh được team, đi rừng mới gánh được địt mẹ súc vật này. Thấy không? Thấy mình đi AD không? Đấy là sự khác biệt rồi đấy. Đấy là một sự khác biệt. Lại Lucy. Cho trận, nó trận vừa rồi AD có Lucy kìa. Phải không? À, trận vừa rồi là Zihin. Mẹ tim nó năm đàn đéo cắm gì luôn. Ờ sao lại xin ADC em đi top à? Em đi top mít mà. Hả? Em đi mít mà. À thế em đi mít à? Đi cũng hẹn đi. Không để đâu. Lại Ari thôi.
Don't you trust me? Tuyên bố rét không tuổi. Thôi là ám ảnh ly xin rồi. Mẹ mày bét ly xin thì ám ảnh nhiều. Tí phải quay lại mấy cái trận hôm qua. Ánh ly xin cũng nhìn. Có mấy quả đá ulti quy đéo trúng. Hết mà số quả nào đâu ulti quy không trúng, có quả nào. Thôi đi mẹ thua lại giờ. Gấp lay lại xem. Ừ. Mẹ xuất sinh. Ai hi. YouTube kia mẹ mình đẹp trai đấy. Đẹp không? Đâu? Đây. Thu chip ép em là con gái à, chơi nhiều quên cả não. Ảnh trên YouTube ấy, đẹp trai vãi luôn. Vãi cái lìm, à tự sức mạnh à. Anh nghĩ ảo à. Chơi ly xì nhiều mắt mờ đi đúng không? Sự thật nó thế hiểu không? Đúng cái thằng rác này luôn, địt mẹ mày đổi từ thằng bét bét rác YouTube đổi tên qua bét Z. Rác này luôn. Mẹ thằng này hôm trước anh đánh cái Camille kia gặp mấy trận. Tìm đẻ thì toàn gái thu chip rồi mẹ Sara heo ngốc các kiểu đi mẹ Peppy các kiểu. Trời ơi, ôm một đống. Vãi cả Peppy mẹ đéo biết đánh bận à? Hả? Thì mẹ, một đống gái thì mẹ đẻ tia tem đẻ thì mẹ toàn Sara gái. Heo ngốc mẹ thu chip 2018. Thì mẹ em nghe là thấy nâu hốc mẹ nhìn rồi. Nhìn lại tên của em đi, hơi bị pro đấy. Thôi, nhìn tên rất ngu rồi. Đúng, có hơn cái loại Louis Igook này, đánh ngu đấy, thông thạo 7 nữa chứ. Ông ti đá 6 âm không trúng. Mẹ, khung kim con rắc. Có hơn cái loại đéo có khung, nhé. Đéo có khung vì sủa, bị khóa. Bét xếp, PQ là cái gì? Thằng này thì mẹ bắt bét rắc YouTube ấy. Chưa mới đổi tên ấy. Bét rắc. Ôi, Lucy lấy đạo trích à? Lấy đạo tích để hack tiền. Dăm ba thằng Lucy đạo tích này anh đánh cách đây khoảng 10 năm rồi. Sở kim Sivir gì kia? Sở tích Takula là cái gì đấy? Thì phủi bắp mà. Sở kim mới à? Starlight will prevail. Thu Chip ơi, vào giúp anh Thu Chip ơi. Hai đứa gái đi bốt này. Mẹ nhớ gặp phải cái thằng Vương. Vào đéo giúp kìa. Đéo giúp với bố mày đéo ngay ở đấy mà khóc.
我说不聊了哦，分手了。My soul is in the sky。Mẹ quý với đất ba thì phải hạ thằng này đi, mẹ bắn đâu. Em tiêu thì quý trượt, mà ra thì quý đéo trúng đi. Thôi thì phải làm nói nữa, anh nghỉ ghê mẹ rồi. Sợ mấy đồn mẹ cường rét cho ra quý với đất. They want to kill me or beat me. Oh, about me. Okay, fast.Nếu mày bảo tốt mà bảo vô tốt tưởng tốt tốt buồn què buồn cười vãi rồi Starshine makes everything better. Còn gác đâu ta mình cướp cảnh chừng nó đéo thấy nó đã ở đây. Nó cũng em ở ba rồi kìa. Anh có ăn rừng anh đâu, anh qua cướp nó, anh ăn mối con vét với con blue xong rồi qua cướp nó mà. Vét còn thiếu đốt, đốt biến nữa. Nó chưa mất cái gì cả. Thì mẹ ma trời đắt quá thì mẹ khó chơi nhỉ. Chị nghĩ con nên lên hay không? Hơn có trăm tiền. Không lên đi được. I fight for love, justice, and beauty. But please don't. I'm going to power and gain. Cái gì em muốn lên 6 mà. Nhưng mà nó vẫn còn nhiều đốt. My starlight. Né quy của nó được. Time to save the world.
They're
all going to be cosmic dust. Lên hồ bá lên em, có khó chơi đâu. Thế mà Starlight will prevail. Xuống đây em ơi, xuống đây khóa em ạ. Chủ luôn này. Đừng mà anh lo được. Đây 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 đây. Đây đây đây. Anh có tin chết nó này. Ok. Đánh nghe người ta. Heavenly body coming through.
thì mẹ tay lăng nát thịt mẹ. Mẹ đéo ăn kem nữa đi, tranh thủ mẹ đi. Nó chưa mắc mẹ em thật thương. Ai giờ có thời gian đâu đi mẹ. Không phải xuống bớt đâu. Chế bán lồn thì kẻ bao giờ nhìn luôn thì không biết gạch ngu hơn chó. Khoảng 2 năm xúc quật này thì con mẹ nào không chửi em đó. Lúc đầu nó đang không mà phải chết đi mẹ. Sút ba đẹp bãi lồn à, ba đẹp bãi lồn à. Cái lồn bố mày nhường rét cho mà. Loving too deeply, that's how it works. Chết. Let's light up.
一条就对了。啊，救我！救我！救我！nó chủ tanh chủ thì mẹ đánh mình thì mẹ kéo bắt sinh viên thì mẹ này tỏ thật. Ơ, hóa ra là sinh viên này à? Cái bắt thật nhỉ? Lúc này em thấy cái quy nó đẹp đẹp. Nó có tầm nhìn, có đánh mấy rồi. Kéo lên máy quét đi, thì phải cái bắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mày răng lên mày răng răng lồn gì đấy. Giết thằng này, giết thằng này, giết thằng này, giết thằng này. You can't judge a girl just by how she looks. Except for me, of course. Thôi xong này này.
càng hại nữa. Đi. Bắn lô. Làm quét càng à? Chết này, bên này, chết đây này. Level 17, 18 giờ mới level 14. Chịu từ nhận mình ngu đi mẹ mà còn cãi lại quá là đã biết rồi. Trời ơi, cái giá cho 3 điểm là chứ 21 điểm. Team thịt mẹ đéo thằng nào biết đánh thì phải sợ thật. Chát được. Mẹ ước gì thì mẹ gặp
hai con chó bốt ở bên xe bên kia thì mẹ. Thì nếu mà nó ấy thì gặp cô có gì đâu. Không được mở nhạc chán nhỉ. Sau khi gặp Cường thì đã chấm dứt hệ chuỗi. Sao lịch sử của nó đi. Làm gì? Ai biết không hay? Ủa Kim Cương 4 943 chậm. Nhiều hơn cả em. Nhưng mà danh động các bạn thôi. Danh động các bạn lộn so làm đéo thì mấy đồng hồ này đơn đôi 11, 19, 8, 7 toàn đi tốt, nó men tốt anh ạ. Kể con chị nó ngu như chó mẹ. Em đi to về anh nhìn mi chưa? Đi này đi tốt còn gì? Em đi nó đi. Thì nó không cho. Em đi to u khóc các kiểu ấy đấy cơ mà. Mẹ lâu không chơi. Chơi được ấy, đi với con Garen chơi được ấy, để anh nhìn mi cho. Cho thì câm mồm. Ủa phải lồn mẹ này. Phép không quen rồi thì thôi, mang cái kia đi.
phép là đổi một chợ đúng không? Cường vẫn tục tĩu không khác gì chưa gì nữa. Vẫn tục tĩu như vậy. Thằng Giác lúc nãy kìa em. Ừ. Thè ra. Vẫn là thằng lúc nãy luôn. Tiêm lại đeo có áp à? Có không? Evelyn. Nào không sợ thì mẹ tim có biết áp hay không? Mẹ quan trọng là biết đánh hay không? Thịt mẹ. Mẹ phải có áp chứ. Áp là cái đẹp thì mẹ cứ quan trọng biết đánh là thắng hết. Mẹ còn tim thì mẹ pick đẹp ngu thì cũng thua. Nhìn tên gì đấy chưa? Bé Soraka phải là hôm, bé hôm, Soraka. Hôm nay áp kia em gặp cái thằng đánh Echo. Master Echo, đặt tên Master Echo vào game Alpha Level. Xong rồi fit. Có thằng nào biết Cường vẫn tục tiểu này. Mèo. À. Hiểu đã sẵn chưa thì mẹ. Kiếp gà đẹp xấu thế.
Tim này solo loang thằng nó. Thank you.
来助理啊！熊爸爸的先打吧thấy cái ren ta đi mẹ Thank you.
chạy nhanh. Đồng nghe. 720 nữa mới. Stop me. They will die. It is just that simple. Em đi với con đây, em đi với con đây đi. There is no coming back.
Ôi, mẹ ăn đủ lòng gần thế thôi.
Còn Garrett thì bị mẹ bị Crab đánh chết kìa. Chắc cái tháng ở đây giết con chó ít mẹ. Trời ơi, quá nhiều.